Chào quý vị và các bạn, mình đang có mặt ở đại lý vé số đây. Thì hôm nay tới đây thì mình sẽ hỏi thăm một cái trường hợp, một cái hoàn cảnh này. Rồi, rồi chào anh. Rồi chào ông chú. Ngày mai nghỉ vé số thì làm gì? Cũng bỏ không tới giờ cửa. Em thấy anh Chương có thấy làm giờ ở chỗ làm mình nó liền nhà anh đó. À thế à? Em không dám kêu. Sao không dám kêu? Chỗ tối đi ngang em ngủ ở chỗ dựng hàng. Ngủ ở vỉa hè á? Không có giờ cửa, anh Hải em biết giờ anh Hải. À. Chứ là thấy anh Chương gọi chiếc xe hỏi liền nhà chỗ bán còn á, tối á. À. Đi liền nhà anh cũng ngại vừa chạy ngang ở đây thấy em Chương. À. Chân anh bị làm sao đấy? À, lúc trước em không phải sinh ra có tật, không phải sinh ra có tật mà cũng mà lúc trước hồi xưa em chìm mấy cái bánh kẹo bánh cam á, bỏ mấy trần tà, đứng ngon mới có lọ. Là mình là người Hoa. Giá người Hoa, người Hoa. Qua một thời gian ba má chết rồi lên cảnh muốn xả làm mấy cái máy tiện anh Vinh Dương. 9 năm mấy rồi, tại ông cho ăn hiếp quá. Dạ. Biết anh chủ ăn hiếp mấy bắt đầu ra bán dây sâu lấy anh Hải á. Em có coi cái làm ăn Tân Dương. À. Quy Minh, Tân Dương. Có vợ con gì không anh? Chưa có. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay sinh 1972. 72. Bà 49 giờ đúng không? 49, 50 tuổi rồi. À. Dạ, 50 tuổi rồi. Bên tại là cắt cái quần luôn á, ngủ ở chỗ dựng hàng á. Bị người ta rạch túi quần lấy hết là ngày bánh cầm thù á đã cho lộ ăn cho mấy cái dầu trường son bỏ vô cái keo ở đây là nó lấy hết luôn không hay luôn lấy xong ngày mai nó cắt cái quần luôn em bỏ ngó thuốc ở đây nó tưởng cái tiền nó cắt luôn là lấy cái giải cắt hết luôn á em có cho anh Hải coi á nó tính cắt cái bình luôn á anh Tính Dương cái bình luôn á em vừa thích giải có anh kia lưng ở đây cầm cái keo lấy cái kéo chỉ vô mặt em á em mới la lông sợ la lên tại cái giờ nó vừa 2 giờ sáng giờ nó không có ai hết không có tiền đã ba má cũng mất rồi hiện đã cũ hoài rồi nhưng mà ngày xưa nhà chỗ nào ngày xưa ở quận 5 nhưng mà sau đây cái nhà quận 5 giờ không còn ba má mất hết rồi ba má đang dùng nó hại em mới khổ vậy thôi anh em ruột hại á anh vuông anh em dùng luôn bây giờ hiện tại em sống ở ngoài đường cũng hơn chừng năm rưỡi rồi chừng năm rưỡi rồi bắt đầu lấy giấy số anh Hải á bây giờ có cưới vợ không em giới thiệu hả giờ có cưới vợ không bản thân chưa lo kịp á để xem có cô Việt Kiều nào về cô cưới chịu không không có thế ngày anh bán được nhiêu tờ vé số lúc trước bán ở đây cũng cho 100 mấy bây giờ bán 80 thì được nhiêu tiền 90 mấy ngàn thì xong rồi của lai bán được là 120 à. Đừng quá trời luôn đó, em lấy anh Hải á thế tiền mình bán được sao gửi anh Hải anh giữ dùm không có bán ngày nào ăn ngàn đó biến ra ngạt quá trời luôn á bán ngày nào ăn ngày đó biến ra ngạt 8 tờ luôn em lấy xong cho anh Hải qua anh Hải còn một giấy số dạ hết luôn mấy cái tài sản 3 triệu mấy gửi dần đó có bỉnh quản coi đi xuống thuốc đưa cho anh Hải coi một tờ 3 triệu 8 tờ thấy chủ rồi anh Hải lo toàn bộ giấy số dạ hết luôn cái xe này là để vé số đây bán à giấy số cái này chạy bằng của anh Hải á đồ áo mưa để trên đây áo mưa để lại khẩu trang anh có đi xuống dưới được không dạ anh có đi xuống dưới được không hay là cứ ở trên xe thôi mà bây giờ cái lầu ơi nó lào lắm nhưng mà đi xuống dưới thì không lẽ mình đi tiểu đi vệ sinh làm nào lấy là xuống lấy có nghe là ngồi xuống ngồi xuống lót đây bây giờ anh lùi xe là anh đi thử em coi được không không có bây giờ nó nhức lắm không đi được á dữ lắm rồi cái tải cái công bây giờ ngủ ở chỗ là ở chỗ đường Phan Anh anh Vinh Dương ngủ đường nào đường Phan Anh ngủ đường Phan Anh là ở chỗ qua đường 137 á hẻm 137 lúc trước em hồi xưa làm ở chỗ đó lúc trước em chưa lên đó em ngủ lại thấy
nguy hiểm lắm, cùng xóm mới kêu em ở lên trên sợ nó xuống nó có hẻm mũ lê cho nó ăn tòn lê. Còn cái này mưa là che xuống à? Cái này cũng hư rồi, cái này tải thả xuống nó cũng lên đó mà không có tiện, bên này có tay nó yêu lắm. Dạ. Yêu hơn bên này tải là không có tiện lấy đó, áo mưa che lại đó, mặt máng vô ở đây là che hai con. Cái này mưa là che hai bên. Thế tối nằm ngủ lên nằm trên xe này luôn đấy sao? Xuống ở đây nằm trên xe luôn. Nằm ở trên xe luôn. Nằm trên xe không sợ mất à? Đâu có sợ mất ba, ngủ ở trên hẻm mà. Trên hẻm mà có khu vực công an anh Vinh Vinh. Nó xác định nó cái bên đó. Ngủ chỗ... ở chỗ... cái tổ trưởng á. Nó thấy em làm làng á mới cho em ngủ. Nó xác định nó cho khu vực đi. Cái bình điện này xài được bao lâu rồi anh? Từ theo của với hai cái ổ sạc hết lại á, không có chảy được một ngày. Do tủ trưởng cho em sạc á, vậy tủ trưởng thấy em có được hoàn cảnh vậy á, cho nó cho em sạc. Giờ sạc rồi. Còn cái thùng trong này là cái gì đấy? Lớn quần áo. Đâu anh mở coi thử đó. Kéo lên anh Tuấn Dương. Ôi mở sợ mất đồ sao? Không, lâu có cái gì mất lâu. À, lâu. Đây có cái thùng. Cái tài sản đó. Đây gối mới gì đây ta? Dạ, quần áo với cái gói á. Chăn màn đúng không? Dạ. Gương lược. Mấy cái quần áo á. Cái này xong làm cái khóa lại. Khóa luôn. À, khóa đâu? Nó lấy luôn chìa khóa luôn á anh Tuấn Dương. Em ngủ chỗ em thân á, ở chỗ dừng hàng á. Nó lấy trộm khóa luôn. Lấy luôn chìa khóa luôn, không cho mình chạy luôn á. Tiền điện thoại cũng nó cũng lấy hết luôn. Họ có lấy sạch hết luôn, người ta cho bánh trung thu ăn cũng dậu sơn tay hết luôn. Đây anh tên gì nhỉ? Em là tên Trí. Trí, năm nay 49 tuổi. Sinh ra 1972. Tên Trí. Còn cái chai nước này làm gì đây anh? Cái sáng thôi, cái mũ giữa mặt trời dần đó. Sinh tay nước đó. Dạ, dạ. Sinh ta cho. Con bụng của anh bị sao đấy mà bự thế, bụng có bị bệnh gì không? Hồi xưa em sinh ra má có tật chân đầu hổ, mấy sờ da một thời gian tóc cũng dài khè luôn á, đúng chưa? Dài khè luôn á. Hồi xưa đi sẽ đâu có hai lậu điện chân đó, chân mấy cái gương nó teo cờ mà nó yếu cũng quẩn ly lượng. Đi được mà một thời gian tự nhiên á, họ đi làm cho ông chủ á, nó ăn hiếp á, em làm cũng 5 buổi rồi. Làm mấy cái xe không tả em cũng vừa, mấy cái xúc phúc á, làm nó cũng 5 buổi. Em nghỉ lũ buổi ẩm cũng không có cho em nghỉ, người ta nghỉ cũng được đâu, có cho. Nó ăn hiếp em, mới bắt đầu ra như sao. Vậy bán được mấy năm rồi? Cũng 5 mấy à. 5 mấy á? Dạ, 5 mấy à. Trước không có tiền tích lũy hả anh? Dạ. Không có tiền tiết kiệm à? Đâu có lâu ngày, làm ngày là ăn ngày lo. Ông chú còn bắt em bùng một với 16 á, lấy tiền mua bông lon giữa thảo lâu cho cùng gần ngàn em muốn chú làm cho ổng á, nó trăm ba một ngày. Thế bây giờ nếu mà nghỉ bán vé số thì anh làm gì? Cũng có lẽ em cũng lâu có biết làm cái gì đâu, bây giờ bán như sâu rồi. Thế thì lấy gì ăn? Bây giờ đi không có cái ăn ra xin người ta thôi. Đi xin người ta hả? Xin người ta thôi bây giờ. Em gặp anh mấy lần giờ em không dám chiều á, liên ngang á. Em có nói cho anh Hải nghe mà. Thôi bây giờ... Nhưng mà nếu mà họ nghỉ mất nửa tháng mà. Dạ, mất nửa tháng thôi. Nửa tháng. Bây giờ, mất nửa tháng em. Bây giờ, anh cũng cho lên trên xuống. Bây giờ, là em lấy lớp chữ bánh. Thế anh Hải anh có hỗ trợ gì không? Đại lý vé số có hỗ trợ gì không? Không có, em... bán cho nó nhạt ngoài đó là hỏi anh Hải, anh biết đó, em đưa ra anh Hải là ngồi ba triệu mấy cho tên là nhạt một tờ 3 triệu nó gặp 8 tờ là em đưa ra anh Hải coi đó, nó còn cái chờ cái số giả rồi. Tức là người ta đưa về số giả người ta gạt anh gì? Dạ, không ý em hỏi là anh Hải với anh có hỗ trợ gì anh không? Những các cái đại lý bán vé số mình không có bán vé số nữa, họ có cho gì không? Không có gì à? Dạ. Sao ở nhà nước cho mỗi người mấy triệu mà? Đâu có, là anh Hải ơi, anh Tuấn Dương nói vậy à, bây giờ mất nghỉ nửa tháng, nhà nước cho mấy triệu, đâu có. Có không? Đâu có, em có sửa được không có, em có sao nói vậy à anh?
anh cũng như hỏi anh Hải biết không? Ngạc 8 tờ mấy phút kia biển đang ngạc tiếp lộ cái số giả luôn bồn bồn. Thế bây giờ thì những ngày đấy thì anh tính ăn uống sao? Cũng biết em cũng làm sao bây giờ, tới bây giờ em cũng không biết làm sao nữa bây giờ. Một ngày thì anh ăn hết khoảng nhiêu tiền? Bây giờ đều nhất, bây giờ anh một cử là 25.000 rồi, ba cử là 75.000 rồi, bây giờ một mối thuốc nữa. Vẫn hút thuốc luôn? Có hút thuốc chứ. Bây giờ sáng sớm mà uống ly lẩu xanh, với lẩu xanh là một vậy là 100.000 rồi. 100.000, đúng rồi, chưa tới 100.000. Trời ơi, 100.000 sống một ngày. Lúc trước có bán 80 tờ, 80 tờ lời hết, cách chứng minh mấy ngày rồi, có phụ vô mấy ngày. Tức là vậy là bán ngày nào ăn ngày đó thì đúng không? Không có là đói. Em cứ như hỏi anh Hải là biết họ ở bên giường. Bữa nay bán 120. Sao bán hết 80 rồi, lấy thêm 40 nữa. Dạ. Em bán ở chỗ tòa án á. Vâng. Ở chỗ tòa án có bán ở chỗ đó. Có biết, có nhìn thấy anh rồi. Rồi anh chờ em xíu. Anh ơi, ông anh này, ông ấy có lấy vé số của anh lâu năm chưa anh? Lấy cũng năm mấy rồi đó. Anh ấy bán chừng một ngày được khoảng bao nhiêu tờ thưa anh? Anh lấy 80 có bữa 100. Dạ. Tùy theo ngày. Mà hôm nay ông bán thì như vậy thì có hay bị giống như là có đủ vốn để trả anh không? Có bao giờ bị mất mát hay gì không? Có nhiều khi đổi số giả cũng có. Đổi vé giả? Đổi vé giả, mới mấy bữa nay là bị tờ giả 200. Anh cho em hỏi là bây giờ ngày mai mà vé số nghỉ thì anh là đại lý thì anh đại lý nhỏ thì anh làm gì? Cũng không biết, chưa biết sao nữa, giờ cũng về nhà làm nghỉ đó rồi hai tuần tính tiếp. Hai tuần tính tiếp. Thế bên công ty xổ số thì họ có hỗ trợ gì mình chưa anh? Dù hỗ trợ mỗi ông chục triệu để xài hay là sao ấy? Có không? Không có đồng nào hết trơn. Chưa có đồng nào? Chưa thấy gì hết. Vậy là anh xác nhận anh này là có vẫn lấy vé số thường của anh đúng không? Lấy thường. Dạ. Thì hôm nay em đi tới đây cũng có chắc có một chút quà để gửi mà em muốn tìm hiểu xem là có đúng cái hoàn cảnh hay không để tặng mà. Anh cũng ngủ ngoài đường cơ mà. Anh ngủ ngoài đường hả anh? Ngủ ngoài đường. Rồi thôi em cảm ơn anh nhá, để em nói chuyện với anh ấy. Đây anh ơi, anh nói lại anh tên gì nhỉ? Em tên Chí, Châu Chí Lam. Anh Châu Chí Lam năm nay là 49 tuổi. Giờ là bán vé số ngủ ngoài đường. Chuẩn bị mất việc đúng không? Ăn làm ngày nào xào ngày đó. Dạ. Thì anh hôm nay có bốn bà có gửi em bảo gặp những cái người bán vé số mà có hoàn cảnh khó khăn thì gửi tặng. Thì đây giúp anh một chút để bớt khó khăn trong những cái ngày không đi bán được vé số. Đây gửi tặng anh. Anh cảm ơn bốn bà đi. Vậy làm sao là em nói tiếng Việt không có lời? Cứ nói cảm ơn bốn bà đi. Em con cảm ơn uống bà cảm ơn rất nhiều giúp đỡ cho con. Cảm ơn rất nhiều. Rồi thôi chúc anh sức khỏe nha. Thôi gói gói em chi tiêu. Những ngày này mà không bán được thì giảm bớt hút thuốc lá đi. Rồi giảm bớt cà phê đi thì chỉ mua mì gói ăn thôi. Cà phê không có uống lâu lắm rồi. Vâng. Rồi. Uống mì lẩu xanh. Dạ. Bây giờ là về nghỉ à? Dạ, bây giờ là anh bóng xả. Dạ. Vâng. Ngủ ngoài đường nguy hiểm lắm. Vâng. Đây là có cô, chắc cô cho gì này? Cô cho sữa này. Cho bà uống đi. Rồi cảm ơn em gái nhá. Rồi thôi giờ anh về đúng không? Về chưa? Bây giờ trả đưa tiền cho. Đưa chưa? Anh Hải bây giờ chưa. Giờ đưa tiền trả tiền vé số đúng không? Xong rồi đi về đúng không? Và anh trả đi rồi đi về đi. Anh Hải ơi. Thiếu 252.000. Tiền nong thì giữ cẩn thận nhá. 252.000. Đổi dùm 500 nữa kìa anh kìa. Trời, đấy hứa là 250 trước. Đây trả tiền vé số. Rồi từ từ. Đây một tờ 105 tờ. Đây một tờ 200 nữa kìa. Lấy 4 tờ 50 anh Hải. Lấy 4 tờ 50 anh Hải kìa. Đây cũng anh Hải này cũng là một cái chủ đại lý vé số nhưng mà cũng rất là tốt tính.
Rồi. Mấy mấy muốn cái đến đây dùng giấy sâu nữa, dùng xong giấy sâu ở bên đây nhận giấy số giả nữa. Dạ rồi. Đó, anh em lôi ra. Bây giờ anh cảm ơn bằng tiếng Hoa nào, cảm ơn nói tiếng Hoa, cảm ơn các cô chú đã giúp con đây rồi. Tớ trẻ dài a xúc a co a che chuyên ở sau lô 50 bạn trên đường thủy đậu mở trên đầu tớ trẻ dài. Rồi thôi anh đi đi, cất tiền cẩn thận đi. Cảm ơn. Rồi rồi đi đi. Anh thấy anh đi mấy lần rồi. Rồi 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 thôi cất, anh cất tiền đi. Rồi đi ra ngoài nhớ mang khẩu trang cẩn thận nhá. Có người ta cho anh trên đường. À, anh Vinh Dương đấy, có thấy kia em có gặp có anh kia gặp chiếc xe lăn á. Rồi thôi rồi anh đi đi, anh đi anh đi đi. Dạ dạ. Chào anh. Dạ dạ. Cất cái đồ cẩn thận nhá. Tiền bạc các thứ để cẩn thận cho. Dạ dạ. Em cảm ơn. Dạ dạ. À. Không sao không sao. Được rồi đi đi. Được rồi đi đi không sao. Xin lỗi anh. Xe này lùi được luôn á. Đó. Giờ anh đi rồi các bạn ơi. Tuấn Dương cũng sẽ xin dừng cái video clip này tại đây nhé. Hẹn gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Trong một vài ngày tới thì Tuấn Dương sẽ có những cái chương trình để giúp đỡ những cái người bán vé số lang thang cơ nhỡ như thế này. Hẹn gặp cô bác anh chị trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.